Chào các bạn đến với kênh Đạo Tin Lành để lắng nghe sứ điệp của Chúa qua các bài giảng của các mục sư, các bài thánh tha, các bài làm chứng nói về Chúa yêu nhân loại. Ở trong sự hiện diện của Ngài thì chúng ta có sức mạnh để chúng ta đắc thắng tội lỗi. Càng gần Đức Chúa Trời, chúng ta mới càng có cái sức mạnh để đắc thắng quyền lực của đời này. Cho nên nếu chúng ta dại dột mà cứ tránh xa Chúa, chúng ta dại dột mà tự oán trách bản thân mình, rồi lại tránh xa Chúa, tự thương hại mình và hay nói rằng tôi không xứng đáng. Ôi tôi không xứng đáng chút nào đâu. Tôi thấy tôi tội lỗi quá cho nên tôi không xứng đáng. Không xứng đáng để mở kinh thánh, không xứng đáng để cầu nguyện. Anh em ơi, đó là Satan lừa anh em đấy. Và nó sẽ giết chết chúng ta bằng cái cách chúng ta tránh xa Ngài. Tôi khích lại anh chị em, kể cả tôi và ông bà anh chị em, con người là bất toàn, và chắc chắn chúng ta một lúc nào đó sẽ sập bẫy, đúng không ạ? Một chiến sĩ ra chiến trường không mẻ đầu thì cũng sức tráng, không bị thương chỗ này thì chắc cũng lũng chỗ kia. Và đó là lúc mà chúng ta cần Đức Chúa Trời rít lành vết thương cho chúng ta. Đừng chạy xa khỏi Ngài anh chị em ạ. Hãy đến gần Ngài, tiếp tục đến gần Ngài, cứ lì lòm đến gần Ngài, và anh em sẽ thấy được ân điển của Đức Chúa Trời. Cho nên sứ điệp buổi sáng hôm nay tôi chia sẻ cho anh chị em với tựa đề là cho phép Đức Chúa Trời bước vào hoàn cảnh của chúng ta. Hãy cho phép Đức Chúa Trời bước vào hoàn cảnh của chúng ta. Tôi tin rằng trong cuộc sống, khi chúng ta còn sống giữa thế giới này, chúng ta sẽ gặp rất nhiều những hoàn cảnh khác nhau. Ai cũng có hoàn cảnh hết. Tôi cũng có và ông bà anh chị em cũng có. Hoàn cảnh đó thì khác nhau. Có thể đó là bệnh tật đau yếu, có thể đó là những trói buộc nào đó trong cuộc sống của mình, hoặc là tình trạng tài chánh, hoặc là năng đề về gia đình, vợ chồng, con cái, hoặc là vấn đề về pháp lý, pháp luật. Nhiều lắm. Tôi gọi đó là những cơn bão của cuộc đời. Bão tố có thể đến bất chợt. Anh chị em thấy không ạ? Bão thì không bao giờ báo trước đâu. Nó sẽ không bao giờ nó gọi điện cho anh em, nó nói rằng là ngày mai bão ta sẽ đến. Không nói đâu. Bất chợt nó đến và nó dỡ tung mái nhà của chúng ta lên, và chúng ta có thể mất mát tất cả mọi điều. Và cuộc sống chúng ta về mặt tinh thần, về mặt thuộc linh, cũng có những cơn bão chợt ập đến trên cuộc đời này. Và chúng ta hay tự hỏi rằng mình làm gì trong những trường hợp đó. Hôm nay tôi chia sẻ cho anh em chủ đề rằng hãy cho phép Đức Chúa Trời bước vào hoàn cảnh của chúng ta. Vì sao vậy? Như tôi nói đó, tôi tin ở tình yêu tuyệt đối của Đức Chúa Trời dành cho mỗi một con người. Ngài yêu chúng ta tuyệt đối. Ngài yêu chúng ta không phải vì chúng ta tốt. Ngài yêu chúng ta không phải vì chúng ta trở nên thánh thiện. Ngài yêu chúng ta không phải vì lý do A, B, C nào đó, mà Ngài yêu chúng ta bởi vì chúng ta là tạo vật của Ngài. Ngài tạo ra chúng ta, Ngài nắng lên chúng ta như hình và ảnh của Ngài. Và đó là điều khiến cho lòng của Đức Chúa Trời không thể quên một con người nào trong 7 tỷ người trên trái đất này. Khi chúng ta hiểu được tình yêu của Ngài thì chúng ta mới có thể nghĩ đến Ngài trong hoàn cảnh của mình. Khi chúng ta gặp những cơn bão của cuộc đời, chắc chắn chúng ta sẽ thất vọng lắm. Có thể chúng ta sẽ oán trách, tại sao bạn bè bỏ tôi lúc này? Tại sao đứa bạn thân tắt điện thoại trong hoàn cảnh này? Tại sao cha mẹ không mở vòng tay để đón nhận tôi mà lại đẩy tôi ra đường trong hoàn cảnh này? Tại sao anh em, chị em, tất cả mọi con người đều quay lưng khi tôi ở trong hoàn cảnh? Đó là sự thật. Nhưng có một cái còn thật hơn là có một đấng luôn yêu thương anh chị em vô điều kiện. Dù anh chị em ở trong hoàn cảnh nào, tôi và ông bà ở trong hoàn cảnh nào, thì Đức Chúa Trời luôn giơ cánh tay của Ngài. Và Ngài nói rằng, con ơi,
hãy cho phép ta bước vào hoàn cảnh của con. Tôi muốn khích lệ lòng anh chị em buổi sáng hôm nay, đừng thất vọng, đừng tuyệt vọng, đừng oán trách bất cứ một điều gì. Hãy nhớ rằng có một đấng quyền năng đang yêu thương chúng ta. Khi chúng ta hiểu được điều đó, lòng mình an ủi lắm anh chị em. Lòng mình sẽ có đầy sức mạnh để bước tới. Và chúng ta sẽ có một hy vọng để khôi phục lại những gì đã mất. Chúng ta sẽ có một hy vọng để dập tan những cơn bão của cuộc đời. Và cách thứ nhất để chúng ta cho phép Chúa bước vào hoàn cảnh mình, đó là kêu cầu Ngài. Tôi sẽ đọc anh em nghe một câu chuyện ở trong Mác chương 4. Dạ. Để tôi nói về điều này cho chúng ta, để mỗi một chúng ta, tôi vọng bạn chị em tìm thấy được hy vọng trong những tuyệt vọng của cuộc đời. Dạ. Cái điều đó quan trọng lắm. Bởi vì anh chị em mình ngồi đây nhưng không biết đâu, hiện nay trên thế giới, chính giờ này, có những con người đã đứng trên lan can của cầu để chuẩn bị nhảy xuống. Có những con người chuẩn bị lao vào đường ray xe lửa để kết thúc cuộc đời của mình, bởi vì họ có những hoàn cảnh không thể vượt qua. Nhưng tôi hoàn bệnh cho em cảm ơn Ngài vì có lẽ thật của lời Ngài. Và lời Ngài nói rằng những ai biết lẽ thật thì lẽ thật sẽ buông tha người đó. Tôi đọc cho em nghe câu chuyện này. Đến chiều ngày ấy, câu 35 nha, Ngài phán cùng môn đồ rằng: chúng ta hãy qua bờ bên kia. Khi dân chúng tan về rồi, Đức Chúa Giêsu cứ ở trong thuyền và môn đồ đưa Ngài đi, cũng có các thuyền khác đi cùng nữa. Vả, có cơn bão lớn nổi lên, sóng tạt vào thuyền đến nỗi gần đầy nước, nhưng Ngài đứng ở đằng sau lái dựa gối mà ngủ. Môn đồ thức Ngài dậy mà thưa rằng: Thầy ơi, Thầy không lo chúng ta chết sao? Ngài bèn thức dậy, gõ gió và phán cùng biển rằng: hãy êm đi, lặng đi. Gió liền dứt, đều yên lặng như tờ. Đoạn Ngài phán cùng môn đồ rằng: sao các ngươi sợ? Chưa có đức tin sao? Môn đồ kinh hãi lắm, nói với nhau rằng: vậy thì người này là ai mà gió và biển cũng phải vâng lệnh người? Đây là câu chuyện bị bão giữa biển. Và khi chúng ta đọc câu chuyện này, chúng ta sẽ học được một lẽ thật cực kỳ đơn giản để cho phép Chúa bước vào hoàn cảnh của mình. Và hoàn cảnh mà chúng ta đang nhìn thấy này, đó là các môn đồ đang vật lộn giữa cơn bão để cướp đi sự sống của họ. Tôi không tin rằng đây là một cơn bão tầm thường. Những môn đồ của Chúa toàn là những ngư phủ điêu luyện, những con người mà coi sông nước như là đi bộ, mà họ phải hoảng sợ như thế này, thì tôi cho rằng đây là một cơn bão khủng khiếp, một cơn bão muốn lật cả thuyền của họ để nhấn chìm họ xuống dưới đáy biển. Và khi họ chèo chống mãi không được rồi, họ tuyệt vọng, thì họ thấy Chúa đang ngủ ở đằng sau thuyền. Anh chị em thấy lạ không ạ? Giữa bão tố âm ầm như thế mà Chúa vẫn dựa gối ngủ. Dạ. Có những lúc trong cuộc đời chúng ta cảm nhận và dường như Đức Chúa Trời yên lặng, không nghe thấy gì cả. Và dường như chúng ta nghĩ rằng: cha ơi, không thấy con đang đau khổ thế này sao? Không nhìn thấy hoàn cảnh bế tắc của con sao? Có thể lúc đó Chúa ngủ thiệt anh chị em ạ. Và Ngài chờ đợi chúng ta gì ạ? Kêu cầu Ngài. Ngài chờ đợi chúng ta thật lòng hạ mình, kêu cầu Ngài. Và các môn đồ khi vật lộn với hoàn cảnh không được, và họ đã kêu: Thầy ơi, không thấy chúng tôi chết sao? Có những tiếng kêu Chúa nghe, nhưng có những tiếng kêu Chúa không nghe. Dạ. Không phải tiếng kêu nào Chúa cũng nghe đâu. Nhưng tôi tin rằng trong hoàn cảnh này
thì tiếng kêu đó được Chúa nghe. Vì sao vậy ạ? Bởi vì tiếng kêu này nó xuất phát tầm đáy lòng. Khi một con người đã bị dồn vào bốn bức tường, khi một con người tiến không được, lùi không xong, lên không được, xuống cũng không được, thì tôi nghĩ rằng tiếng kêu đó thấu trời. Có phải anh chị em? Còn khi mà vẫn còn nhúc nhích được thì chưa đâu, chưa thấu trời. Anh em nhớ câu chuyện của vua Giô-sa-phát đi đánh quân thù với lại vua A-háp không? Anh em nào đọc Cựu Ước sẽ thấy phải không ạ? Hai ông vua này nhàn công, nhàn rỗi vi bất thiện rủ nhau đi đánh giặc, rất buồn cười. Ông Giô-sa-phát thì là một vị vua tin kính, ông A-háp thì một vị vua bất kính, mà hai ông tự nhiên phối hợp với nhau để đi đánh giặc. Xong là ông A-háp cũng không lắm, ông nói Giô-sa-phát ơi, bây giờ tôi mặc áo thường dân thôi, còn vua thì mặc vương bào, vương miện đồ lên cho nó oai phong lẫm liệt. Thấy đúng là có những con người đưa chúng ta vào cảnh khốn cùng không nhỉ? Nó có rất là khôn. A-háp là đúng rồi, mà thường là kẻ bất kính á, nó khôn hơn cái người kính sợ Chúa. Giống như Chúa Giê-xu nói, con cái đời này thì nó cư xử khôn lanh hơn con cái của đời sau, con cái sáng lá. Cho nên đôi khi chúng ta khờ khạo lắm, bị ma quỷ nó lừa, không ạ? Và đây, cái cảnh này là ông Giô-sa-phát, ông bắt đầu, ông không biết gì cả, ông nghe theo thôi, được rồi, định được mặc vương bào này tốt quá, sướng. Còn ông kia thì cứ lầm lũi đi đánh giặc. Thì khi hai ông nắm tay nhau ra đánh thì quân giặc nó sao? Nó bảo sao anh chị em? Nhè cái người mà mặc cái đội cái mũ đó, đánh cái người đó, đó cứ bắn tên vô, giết cho bằng được cái người mà mặc vương bào đó, đó là vua đó, cho nên phải giết. Và tất cả quân thù nó đổ dồn vào, nó bao vây Giô-sa-phát. Còn A-háp thì trốn đâu mất rồi không biết. Thì lúc đó anh chị em đọc Kinh Thánh sẽ thấy Giô-sa-phát làm sao? Kêu lên với Đức Giê-hô-va. Tôi nghĩ lúc này Giô-sa-phát hoảng rồi, sợ quá, kêu tông rồi, bảo Chúa ơi kêu con, tất cả nó bao vây, bây giờ nó bao vây con, không chạy đường nào được, kêu. Và Đức Giê-hô-va bắt đầu sao? Nổi dậy và làm cho quân giặc tan ra. Cuối cùng cứu được Giô-sa-phát. Qua những câu chuyện này chúng ta học được một lẽ thật, là tiếng kêu từ tận đáy lòng thì Chúa mới lắng nghe. Có bao giờ chúng ta kêu mà không ngừng nghỉ không? Có bao giờ trong hoàn cảnh tuyệt vọng mà chúng ta kêu đến nỗi mặt xé cả tấm lòng mình không? Đấy là cách hiệu quả nhất để cho phép Chúa bước vào hoàn cảnh của mình. Tôi có thể làm chứng cuộc đời của mình cho anh chị em. Vào năm 1998, tôi đã kinh nghiệm điều này. Lúc đó thì tôi tin Chúa được cũng vài năm rồi, nhưng mà kinh nghiệm Chúa ít lắm. Và khủng hoảng kinh tế bên Nga năm 1998 đó đưa tôi và gia đình tôi bước vào cái cảnh gọi là màn trời chiếu đất. Anh em biết rồi đó, trong nhà không có xu nào. Vì dĩ nhiên ở bên Nga thì làm gì có nhà, nhà cũng đi thuê. Công ăn chuyện làm không có, tiền không có. Và con thì mới sinh được 3 tháng. Đó là hoàn cảnh của tôi đó. Anh em khủng hoảng chưa? Và tôi nói bây giờ, Chúa ơi chắc cái điều này con chết thiệt rồi. Vì mùa đông sắp tới mà tiền nhà không có thì người ta đến người ta đuổi ra ngoài đường thôi. Anh em thấy cái hoàn cảnh, có những cái hoàn cảnh mà mình nói nghĩ mãi không ra, không biết giải pháp ở đâu. Có những cái hoàn cảnh mà nằm thức thâu đêm cũng không biết được lối thoát ở đâu. Trong tưởng tượng đó anh chị em ơi, cuộc đời này nó nhiều cái kinh khủng. Và đúng thiệt, đến một ngày là chủ nhà đến nó bảo thôi tụi bay trả nhà lại đi, ra ngoài đường giùm cái đi. Nói thôi được rồi, đi ra thôi. Và đi ra. Cảm ơn Chúa, Chúa cũng cho một người rất là có tấm lòng nhân từ để đón gia đình tôi vào cho ở tạm, chứ không là cần đấy. Nhưng mà đó chưa phải là giải quyết vấn đề tiền đâu sống, không ạ? Và anh em tưởng tượng cái cảnh đó, tôi hay thường kể đó.
là mỗi buổi chiều tôi hay bò xuống dưới giường á, tôi xem thử có rớt mấy cái đồng bạc ở dưới ngày xưa mình còn nhiều tiền á. Mình hay vứt tiền lẻ rớt lung tung dưới cái đáy tủ á, thì trong cái lúc khốn cùng này mình lại bò xuống dưới tìm thử coi có rớt đồng nào. Khổ vậy anh chị. Đó. Khổ lắm cơ. Năm 98 tôi nhớ mãi đến tận ngày hôm nay không thể quên. Đó. Rồi tìm được đồng nào thì đi ra mua cái bịch mà nó gọi là bo bo. Bên mình bo bo mà bên Nga nó gọi là cái gì đó cũng giống vậy đó. Rồi xong về mới nấu lên. Không à, nấu lên, nấu nhuyễn lên như cháo vậy. Rồi bỏ vô một cái gì đó chà đi, lấy cái nước đó xuống cho con mình nó ăn. Còn vợ chồng thì ăn cái xác còn lại. Vậy đó. Và trong cái cảnh này, tôi nói thiệt sự chứ không thể nào tìm thấy lối thoát. Khủng hoảng kinh tế, công ăn chuyện làm không có. Buôn bán không ai mua. Công ty thì đóng cửa. Tất cả đều bế tắc. Và điều duy nhất lúc này tôi nghĩ rằng, Chúa ơi, chỉ có Ngài cứu được con thôi. Không ai cứu được hết á. Ai cũng khó khăn cả. Làm sao cứu được? Và bắt đầu tôi kêu cầu Chúa. Anh em biết không? Đó là lần đầu tiên tôi biết thế nào là cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Tôi cầu nguyện từ 10 giờ sáng đến 4 giờ sáng hôm sau. Chưa nghỉ. Tôi kêu khóc với Chúa. Nói Chúa hãy mở một con đường cho con để cứu gia đình con ra khỏi hoàn cảnh này. Tôi kêu gào với Ngài. Ở trên bên Nga nó có cái toilet, nhưng mà toilet nó thơm lắm cho nên không có hôi như bên mình. Và tôi vô đó tôi quỳ gối xuống. Tôi kêu khóc cả đêm ở trong đó. Ở trong đấy. Không ạ. Và anh em biết tôi kinh nghiệm được rằng khi tiếng kêu xé lòng từ sâu thẳm bên trong, tiếng kêu của một con người tuyệt vọng, thì hình như nó thấu được đến trời. Thiệt anh chị em ạ. Một tiếng kêu của một con người tuyệt vọng thì hình như nó thấu được đến trời. Và tôi nhớ rằng lúc gần sáng tôi nghe một tiếng phán rõ ràng. Mà tiếng phán này đến tận hôm nay tôi không bao giờ quên luôn. Tiếng phán này nói như thế này: Ta là Đức Chúa Trời của con. Ta có quyền ban cho con đầy đủ mọi sự dư dật cần dùng, và còn rơi rộng để con làm mọi việc lành nữa. Hãy tin cậy ta. Khi tôi nghe tiếng phán đó anh chị em à, mặc dù trong túi không có xu nào, nhưng mà lòng sợ hãi biến mất, bắt đầu bình an, bắt đầu cảm thấy có hy vọng, bắt đầu cảm thấy có ánh sáng, bắt đầu cảm thấy có lối đi. Không hiểu, bây giờ không biết lối đi là gì, không biết là cái gì cả, nhưng mà lòng bình an. Cho nên dấu hiệu bình an là dấu hiệu Đức Chúa Trời thăm viếng anh em. Trong những lúc bối rối, khó khăn, tuyệt vọng, hãy kêu cầu Ngài cho đến khi sự bình an ngập tràn tâm lòng anh em. Có thể Chúa không phán cho anh em như phán cho tôi, nhưng bình an là dấu hiệu của Ngài hiện diện trên cuộc đời chúng ta. Vì Ngài là Chúa của sự bình an. Amen cho em. Và kết quả lạ lùng lắm cho em. Sáng hôm đó là một con người không tiền, không bạc, không gì cả. Thì tôi cũng đi lang thang ra ngồi chợ. Không, đi lang thang. Đúng nghĩa là lang thang như Abraham ấy, đi mà không biết mình đi đâu. Đi lang thang. Cứ vậy đó. Rồi tôi ghé vào, mệt quá ghé vào cái chỗ ngồi nghỉ uống nước. Thì tự nhiên có một người đưa tôi cái tờ báo. À, bên Nga hồi đó nó có cái tờ báo cộng đồng ấy, đưa tờ báo. Tôi thì xưa nay đâu có đọc báo đâu, mà hôm đó thôi đọc cho vui. Cho vui. Thì tôi nhìn vào một cái ô, tôi thấy là ô tuyển dụng. Tuyển dụng. Rõ ràng vậy, tôi nói ô. Mà khi tôi nhìn vào cái ô đó, tự nhiên trong tâm thần tôi biết được tuyển dụng này dành cho mình đây. Ô lạ nha anh chị em. Nó điều rất lạ. Tôi nói ô đây dành cho mình rồi. Và tôi bóc điện thoại lên tôi gọi. Tôi nói anh ơi, tôi thấy tin báo anh tuyển dụng, anh có cần người không? Tôi đang rất cần việc. Và tự nhiên cái anh đã nói có. Thế chiều nay lên phỏng vấn luôn đi, coi thử xem anh làm được gì. Và anh em biết không, chiều tôi lên và gặp người phỏng vấn.
Và họ đưa tôi một cái bài để làm phỏng vấn, đó là làm trong 30 phút. Và trong đó có phần thực hành trên máy vi tính nữa. Mà nên năm 98 tôi đâu biết vi tính là gì đâu. À, ngồi mở này nè. Mở vậy. Đó. Tại vì có học máy vi tính nhưng mà không có tiền để mua về nhà thực hành, cho nên là chỉ biết mổ vậy thôi. Mà tôi cầm cái bài thực hành đó, tôi nói thôi Chúa ơi, đây là Chúa đã đưa con đến đây rồi, đưa nó lên, chứ còn bây giờ không lẽ con bỏ cuộc về nhà. Bắt đầu tôi cầu nguyện với Chúa, Chúa ơi giúp con. Con muốn có công việc, con muốn giải quyết hoàn cảnh, và con tin rằng Ngài đã đưa con đến đây, con sẽ làm. Và mình ngồi mình làm. Ôi lạ lắm nha anh chị em. Tôi nói cái cảnh này tôi không thể quên. Ngay khi mà cái bàn tay tôi đưa lên cái bàn phím máy vi tính, thì tôi tưởng tượng rằng có một đấng nào đó đang cầm hai cái tay tôi để gõ. Ô lạ luôn. Lạ luôn luôn. Và cái bài đó làm trong vòng 30 phút. Và tôi làm cả 20 phút thôi. Đã xong. Và cái anh mà nhìn đó, anh quan sát đó, anh lên anh trình với ông tổng giám đốc nó. Có một anh chàng nào mà anh mới đến thử việc mà thấy làm lanh lẹ lắm. Thôi chắc là anh này được á. Thế ông tổng giám đốc mời lên, nói năm ba câu rồi lịch sử thế nào thế nào nè. Và nói thì được, tôi sẽ tuyển anh vào làm. Lương khởi điểm là $1,000 một tháng. Wow. Anh em biết khi nghe câu đó đó, lòng tôi đã trút toàn bộ mọi gánh nặng trong vòng một ngày. Trong vòng một ngày. Cho nên ở đây tôi làm chứng điều đó để khích lệ anh chị em điều gì? Khi tiếng kêu cầu của anh chị em mà được Chúa Trời nghe rồi, thì nan đề đã được giải quyết. Một hoàn cảnh mà được Đức Chúa Trời mở lời rồi, thì bão tố đó phải yên lặng. Anh em thấy câu chuyện này không ạ? Bão tố yên lặng. Dù nó có thể gầm thét trên cuộc đời chúng ta, dù nó có thể dọ dẫm trên cuộc sống của chúng ta, dù nó có thể nhấn chìm chúng ta, nhưng khi Đức Chúa Trời đã trỗi dậy và nghe lời cầu nguyện của chúng ta rồi, thì mọi sự trở nên yên lặng như tờ. Cho nên em ơi, trở lại với vấn đề, chúng ta có một Đức Chúa Trời yêu chúng ta vô điều kiện. Đừng tuyệt vọng. Dạ. Ở đây tôi còn muốn nói thêm anh em một chút nữa về cái cách kêu cầu làm thế nào để chạm được đến với Chúa. Trong Thi Thiên 51 á, ông David ông chia sẻ kinh nghiệm của ông là lòng đau thương thống hối Chúa không khinh dễ đâu. Khi chúng ta thực sự hạ lòng và nói rằng Chúa ơi, con không giải quyết được, người thân con không giải quyết được, bạn bè con không giải quyết được, xã hội này không giải quyết được, Chúa ơi, chỉ một mình Ngài mới có thể giúp con. Tấm lòng đó Đức Chúa Trời không coi thường đâu. Tấm lòng đó Chúa ghi nhận và Ngài không khinh dễ. Và tấm lòng đó được nghe thấu trên cao. Anh chị em ạ. Một điểm thứ hai, thứ ba nữa tôi muốn chia sẻ cho anh chị em, đó là trong Ê-sai chương 59. Ê-sai chương 59 thì nói như thế này. Để chúng ta biết làm thế nào để tiếng kêu của mình được Đức Chúa Trời lắng nghe. Chương Ê-sai 59 chép vậy nè. Này, tay Đức Giê-hô-va chẳng trở nên ngắn mà không cứu được, tai Ngài cũng chẳng nặng nề mà không nghe được đâu. Nhưng ấy là sự gian ác các ngươi đã làm xa cách mình với Đức Chúa Trời, và tội lỗi các ngươi đã che khuất mặt Ngài khỏi các ngươi đến nỗi Ngài không nghe các ngươi nữa. Anh em thấy chưa? Có những lúc phải có sự ăn năn đi kèm với tiếng kêu cầu của chúng ta. Anh em ạ. Có những hoàn cảnh có thể do môi trường đưa đến, xã hội đưa đến, tình hình chung đưa đến. Nhưng có những hoàn cảnh đó là hậu quả của tội lỗi chúng ta. Anh em có amen điều đó không ạ? Không ạ? Đâu phải lúc nào cũng khủng hoảng kinh tế. Có những lúc xã hội đang thịnh vượng nhưng mà mình lại khủng hoảng. Có những lúc công ăn chuyện làm đầy ra nhưng mà mình không kiếm được việc làm. Có những lúc người ta làm giàu có mà mình thì thiếu thốn chật vật. Thì lúc đó hãy xem lại xem, có con đường ác nào trong cuộc đời của mình không? Có điều gì không đẹp lòng Chúa không? Có lời nói hành vi, có
có điều gì mà cản trở phước lành đến trên cuộc đời mình không? Tại sao thiên hạ đều khỏe mạnh hết, còn mình thì bệnh lên bệnh xuống? Thì lúc này đây là lúc chúng ta cần xin Chúa chỉ và ăn năn. Cho nên Chúa mới nói trong Ê-sai 59 nói rằng chính tội ác của chúng ta, chính những điều gian dảo của chúng ta, chính những điều tối tăm của chúng ta khiến cho Ngài không thể nghe và tay Ngài không thể chìa ra để cứu vớt cuộc đời của mình. Và khi chúng ta ăn năn tội với Chúa, chúng ta thưa chuyện với Ngài, chúng ta hạ lòng để rửa sạch mình bởi huyết chiên con, thì Đức Chúa Trời lại yêu chúng ta vô điều kiện. Amen cho em. Đó là cách, đó là phương pháp thứ nhất để cho phép Chúa bước vào hoàn cảnh. Nhưng cũng có một phương pháp nữa để Chúa bước vào hoàn cảnh của mình. Ở trong Luca chương 5 có một câu chuyện tôi muốn đọc chúng ta cùng nghe. Luca chương 5. Khi Đức Chúa Giêsu ở trên bờ hồ Gennesaret, đoàn dân đông chen lấn nhau xung quanh Ngài đặng nghe đạo Đức Chúa Trời. Ngài thấy hai chiếc thuyền đậu gần bờ, người đánh cá đã xuống khỏi thuyền giặt lưới, thì Ngài lên một chiếc thuyền trong hai chiếc là chiếc của Simon, biểu người đem ra khỏi bờ một chút, rồi Ngài ngồi mà dạy dỗ dân chúng. Khi Ngài phán xong thì biểu Simon rằng hãy chèo ra ngồi sau, thả lưới mà đánh cá. Simon thưa rằng: Thưa Thầy, chúng tôi đã làm suốt đêm không bắt được chi hết, dầu vậy tôi cũng theo lời Thầy mà thả lưới. Họ thả lưới xuống được nhiều cá lắm, đến nỗi lưới phải đứt ra. Họ bèn gọi đồng bạn mình ở thuyền khác đến giúp. Bạn kia đến chở cá đầy hai chiếc thuyền, đến nỗi gần chìm. Simon Peter thấy vậy liền sắp mình xuống ngang đầu gối Đức Chúa Giêsu mà thưa rằng: Lạy Chúa, xin ra khỏi tôi, vì tôi là người có tội. Số là vì đánh cá giường ấy nên Simon cùng mọi người ở với mình đều thất kinh. Giăng và Gia-cơ con Cê-bê-đê là những kẻ đồng bàn với Simon cũng đồng một thể ấy. Đức Chúa Giêsu bèn phán cùng Simon rằng: Đừng sợ chi, từ nay trở đi ngươi sẽ nên tay đánh lưới người. Đoạn họ đem thuyền vào bờ, bỏ hết thảy mà theo Ngài. Amen. Đây là cái đoạn kinh thánh mà tôi muốn dùng để chia sẻ một phương pháp thứ hai để mời Chúa bước vào hoàn cảnh của mình. Rõ ràng ở đây chúng ta thấy nó khác với cái câu chuyện trước. Simon, Giăng, Gia-cơ và những người đánh cá không có ai kêu cầu cái gì cả, cho dù rằng họ đánh cả đêm không được con nào, nghĩa là họ làm ăn thất bại. Không ạ, anh chị em đi buôn bán sẽ biết, làm ăn kinh doanh sẽ biết, cả năm mà không kiếm được đồng nào thì mặt nó buồn lắm. Không ạ, nhìn biết liền à, nó tối tối. Không ạ, cho nên ông Dân, ông Phi, ông Simon, ông Gia Cơ này, ông trong cái hoàn cảnh đó. Anh em tưởng tượng cả đêm chèo chống, thả lưới rồi thâu lưới mà không được một con nào. Sáng lại dậy tôi nghĩ là buồn thôi rồi luôn. Và đôi khi lại nghĩ là thôi hôm nay là đói rồi, thật sự đói. Không ạ? Và rõ ràng khi họ ở trong hoàn cảnh như vậy, nhưng mà họ cũng không có kêu gì cả. Mình đọc cái đoạn kinh thánh này, mình không có thấy các môn đồ này, các người này nói Chúa giúp con đánh cá, giúp con thế này, giúp con thế kia. Không có. Cho nên đây là một cái tình huống khác ở trong cuộc sống chúng ta. Đó là tình huống Chúa Giêsu chủ động bước vào cuộc đời của mình. Có những con người không có chủ tâm một cái gì cả, nhưng mà được Chúa kêu gọi và sử dụng. Có những con người không muốn làm mục sư gì cả, nhưng mà Chúa đến bảo mày làm mục sư cho ta. Có những con người không muốn làm tiên tri, nhưng mà Chúa dựng đầu dạy bảo làm tiên tri cho ta. Phải không ạ? Như Jeremy chẳng hạn, anh em thấy không ạ? Khi mà Chúa Giê-hô-va nói: Jeremy,
ngươi sẽ đi giảng khắp nơi cho ta. Thì ông nói sao? Thôi Chúa Giê-hô-va ơi, con là con nít không biết nói gì. Thì Chúa nói đừng nói ngươi là con nít, ta sẽ sai ngươi đi bất kể nơi nào ngươi đi, ta sẽ ban cho ngươi quyền để dày, để đạp, để nhổ, để trồng, để dựng. Không à? Thì ở đây cũng vậy, chúng ta thấy trong hoàn cảnh này Chúa Giê-xu tự bước vào cái hoàn cảnh của họ. Chúa ở đâu đó và Chúa đến và Chúa nói: Simon, cho ta mượn 2 chiếc thuyền coi, để làm gì? Để ta giảng đạo. Vậy thôi à. Và anh em sẽ hiểu được tại sao ngày xưa Chúa lại hãy mượn chiếc thuyền đi giảng đạo. Anh em có hiểu chỗ đó không? Tại vì đơn giản một điều á, ở ngoài biển á, gió nó thổi từ bên ngoài vô, cho nên đoàn dân đông quá, làm gì ngày hôm nay có, ngày xưa làm gì có mic này, đeo tai này mà giảng, đúng không? Nói lớn, cho nên phải ra ngoài biển, ngồi trên thuyền giảng, và gió nó đưa âm thanh vô thì cả đoàn dân đông sẽ nghe. Và Chúa hay làm cách đó. Và khi Chúa đến, Chúa mượn 2 chiếc thuyền, thì Chúa cũng không quan tâm, cũng chẳng hỏi rằng là thế hồi tối có bắt được con nào không. Chúa không quan tâm, Chúa chỉ hỏi đơn giản là cho ta mượn thuyền. Mà công nhận là mấy ông môn đồ này, ông cũng rộng rãi đấy. Chứ đôi khi có những người mà bắt không được con nào thì không muốn cho ai mượn gì đó. Đúng không cha? Cuộc sống chúng ta giống vậy á. Khi mà mình không có kiếm được cái gì là nó câu có bực bội với tất cả mọi người. Đi chỗ khác chơi, ta không thèm nói chuyện. Đúng không? Nhưng mà cảm ơn Chúa, ở đây là họ rộng rãi và được rồi, Chúa cứ giảng đi. Và bắt đầu Chúa giảng. Tôi không biết Chúa giảng gì, nhưng tôi chỉ biết một điều, sau khi Chúa giảng xong thì Chúa bảo Simon đi thả lưới. Tôi cho rằng bài giảng của Chúa liên quan đến những gì Ngài làm sau đó. Chắc chắn là Chúa Giê-xu đang giảng về quyền phép của nước trời. Chắc chắn là Chúa Giê-xu đang giảng rằng một người tin vào nước trời có thể sẽ trải nghiệm và nếm trải những phép lạ trong cuộc đời của mình. Chắc chắn là Chúa sẽ giảng rằng nước trời có khả năng làm những phép lạ mà con người không thể làm được. Nước trời có thể tạo ra những cái của cải vật chất mà con người có thể làm cả đêm không được gì. Có thể Chúa giảng như thế. Và những người này nghe, đúng không? Khói quá, thích quá. Nhưng mà ngẫm lại hoàn cảnh của mình thì thấy cũng bi đát, chưa giải quyết được gì. Cho nên ở trong sách Gióp anh chị em, nó có một cái câu kinh thánh rất là hay. Và tôi nghĩ rằng cái câu này cũng áp dụng cho cuộc đời của chúng ta được. Gióp câu 33, chương 33 câu 15 ấy, có chép như thế này: Ngài phán trong chim bao, trong dị tượng ban đêm, lúc người ta ngủ mê, nằm ngủ trên giường mình, bây giờ Ngài mở lỗ tai loài người, niêm phong lời giáo huấn mà Ngài dạy cho họ, hầu cho chở loài người khỏi điều họ toàn làm. Cho nên cái cách thứ hai để mời Chúa bước vào hoàn cảnh của mình là gì? Đôi khi chúng ta không đủ đức tin để kêu cầu, không biết gì kêu cầu. Nhưng anh em hãy xem nè, có thể Chúa đến để gõ cửa tấm lòng của mình. Chúa chủ động bước vào để giúp đỡ chúng ta, không cần chúng ta kêu cầu gì cả. Đó là sự lựa chọn của Ngài, đó là cách của Ngài. Chúng ta không thể bảo Đức Chúa Trời phải làm thế này làm thế kia. Chúa có thể làm với mọi người theo những cách khác nhau. Cho nên trong cuộc sống đôi khi chúng ta hãy để cho tâm hồn mình yên lặng một chút và nghe xem có điều gì trong giấc mơ hồi tối hôm qua hay không. Nghe xem có điều gì lạ đến trong cuộc đời của mình không? Có điều gì mà trước đây mình không cả trải nghiệm mà bây giờ mình trải nghiệm không? Có điều gì lạ không? Thì anh em xem đi, những cái lạ đó đó, nó có thể đến từ Đức Chúa Trời để giúp đỡ cuộc sống chúng ta. Cho nên trong Gióp chương 33 câu 15 chép là khi người ta nằm ngủ trên giường thì bây giờ Ngài mở lỗ tai cho người đó. Ngài ban dị tượng giấc mơ cho người đó, Ngài giáo huấn cho người đó. Thì trở lại với chương kinh thánh Luca chương 5, rõ ràng Chúa Giê-xu bước vào chiếc thuyền của Simon và Ngài làm gì ạ? Giảng đạo. Ngài giảng lời Ngài. Tại sao Ngài lại bước vào chiếc thuyền Simon? Có ngẫu nhiên ở đây không anh chị em?
Tôi không tin là ngẫu nhiên, vì Đức Chúa Trời biết mọi sự. Ngài biết rằng Simon cả đêm vật lộn không được con cá nào, cho nên Ngài cố tình bước vào chiếc thuyền của Simon. Ngài cố tình bước vào cái cuộc đời của con người đang gặp hoàn cảnh. Ngài cố tình đến để giúp đỡ hoàn cảnh chúng ta, đơn giản là vì Ngài yêu thương chúng ta. Có thể anh em đang bị bệnh đúng không ạ? Anh em đang bị khó khăn đúng không ạ? Và anh em chưa kêu cầu gì cả. Anh em chỉ thấy buồn rầu trong lòng thôi, cảm thấy cuộc đời mình thua thiệt thôi. Thì chỉ cần như vậy, đôi khi Chúa đã bắt đầu bước vào cuộc đời của anh chị em. Chúa đã đến và bắt đầu nói vào trong lòng anh em. Chúa có thể dùng một người nào đó để đến giảng phúc âm cho anh chị em. Chúa dùng ai đó để đến cho anh em một cái truyền đạo đơn, để chúng ta biết rằng có một đấng có thể chữa lành và giải quyết những nan đề của anh chị em. Đơn giản vậy thôi. Và khi anh em nghe được thông điệp này, thì anh em bắt đầu có đức tin. Đức tin bắt đầu lớn lên, đức tin bắt đầu phát triển lên. Và đến một ngày anh chị em thấy Chúa phán không ạ? Chúa nói: Simon, hãy trèo ra ngoài xa kia mà thả lưới. Để bắt nhiều cá. Và có những lúc lời phán của Chúa nó trái với cái logic của mình, đúng không? Nó trái với những cái thường tình của mình, nó trái với những gì mà mình đang trải nghiệm trong cuộc sống. Nhưng đấy mới chính là Đức Chúa Trời của phép lạ, anh chị em ạ. Simon ông nói làm sao? Bảo: Thầy ơi, chúng tôi đánh bắt cả đêm cái vùng biển này, tôi thả nát hết rồi, không còn cái chỗ nào tôi không thả lưới cả, không có con nào cả. Cá hôm nay hình như nó đi chơi đâu chỗ khác rồi, rủ nhau đi trảy hội rồi, cho nên bây giờ không còn một con nào, mà giờ thầy bảo đi thả lưới là thả làm sao? Nhưng mà Chúa vẫn nói: hãy trèo ra xa mà thả lưới. Anh em thấy không ạ? Vậy thì chỗ này mình học được kinh nghiệm gì anh chị em? Để mời Chúa bước vào hoàn cảnh của mình. Kinh nghiệm là dám tin vào lời của Đức Chúa Trời. Dám tin. Tại sao tôi phải dùng từ dám tin? Vì có những lúc chúng ta không thể tin. Chúng có những lúc hoàn cảnh khiến chúng ta không thể nào mạo hiểm cuộc sống mình để bước đi theo lời của Chúa. Có những lúc như thế, mạo hiểm quá. Ô, đi theo Chúa Giêsu mạo hiểm quá. Đi giảng đạo thế này thì ăn gì uống gì mặc gì chắc chết khô quá. Không anh chị em? Nhưng mà Chúa hứa sao ạ? Nếu một người vì ta và vì phúc âm mà bỏ nhà cửa, anh em, chị em, tất cả mọi thứ vì ta và vì phúc âm, thì sẽ được 100 lần hơn trong đời này và được sự sống đời sau. Anh chị em dám không? Ngồi bắt đầu tính toán. Được 100 lần thì cũng tốt đấy, nhưng mà mạo hiểm quá Chúa ơi. Có khi nào là con chết đói không? Khi nào chết khát không? Khi nào mà ở ngoài gầm cầu không? Tính toán. Và có những lúc chúng ta không dám tin lời Chúa. Anh em đừng có nói nha, tôi nói sự thật đó. Có những lúc chúng ta không dám tin lời Chúa, bởi vì lời Chúa nói những điều mà hoàn cảnh nó không nói, ma quỷ không nói, thế gian không nói, bạn bè xung quanh nó không nói, nói ngược lại hoàn toàn. Cho nên lúc mà tôi làm công ty phần mềm đó, làm ăn thì cũng khấm khá đúng không, có tiền ra tiền vào. Xong tôi nói thôi, tôi nói với mấy đứa bạn thôi, mấy anh bạn mà làm ăn chung trong công ty phần mềm, nói: anh ơi, mà tiềm năng thế này mà anh không đầu tư để phát triển lên, anh là kiếm bạc tỷ là chuyện bình thường, mà tại sao bây giờ anh lại thu gom để anh đi giảng đạo là làm sao? Sao anh dốt thế? Không à? Nó có những cái ngược mà người thế gian không hiểu. Có những cái mà chúng ta, người ta gọi là gì ta? Bỏ con tép mà nó bắt con gì? Bắt con tôm. Nhưng mà người thế gian không hiểu. Nhưng mà nếu chúng ta cũng có tâm trí như người thế gian, chúng ta cũng không hiểu được và không thể dám tin được lời của Chúa. Không dám.
Và cái chữ không dám này nó đã cầm chân vô số người trong cuộc đời này chỉ bước được lanh quanh thôi, không đi xa được. Không đi xa được vì không dám. Không dám phó toàn bộ cuộc đời mình cho Đức Chúa Trời. Không dám tin cậy hoàn toàn cho lời của Chúa. Không dám để cho Đức Chúa Trời bước vào và xử lý tất cả những vấn đề mà mình đang gặp khó khăn. Không dám. Thì ở đây anh chị em cũng thấy rõ phải không ạ? Chúa phán. Và Simon cũng nói một câu là chúng tôi làm cả đêm không được gì. Nhưng mà cảm ơn Chúa vì Simon nói thêm một vế sau. Nhưng tôi cũng theo lời thầy mà thả lưới. Đó là sự thành công của Phi-e-rơ. Nhưng tôi cũng theo lời thầy mà làm. Đó là sự thành công để Chúa bước vào hoàn cảnh của chúng ta. Cho nên bí quyết ở đoạn kinh thánh này là gì anh chị em? Vâng lời. Nói như tiên tri T.B. Joshua nói, cuộc đời có phước nhất là cuộc đời cứ tin cậy và vâng lời. Tin cậy và vâng lời. Anh em nhắc lại đi ạ. Tin cậy và vâng lời. Tin cậy và vâng lời. Người nào sống được như vậy thì người đó đã mời Chúa bước vào tất cả mọi hoàn cảnh của mình. Cái sai lầm của chúng ta là đôi khi tin nhưng không vâng lời. Tin thì có tin, không à? Tôi hỏi anh em bạn bè ở đây, anh chị em mình ở đây có tin Chúa, tin lời Chúa, tin lắm nhưng có vâng lời không? Chưa chắc à. Để suy nghĩ đã, không à? Có vâng lời không? Suy nghĩ đã. Ôi tôi tin lắm, Chúa ban phước cực kỳ, tài chánh cực kỳ lắm, nhưng mà cái dân đủ 1/10 mà không, lúc nào dư mới dân chứ, thiếu thì không dân, phải không ạ? Đôi khi chúng ta như thế, có những sự yếu đuối của chúng ta như thế. Chúng ta bệnh trong cơ thể, bảo có tin rằng Chúa chữa lành cho mình không? Tin chứ, sao là không tin? Mà thôi mai đi bác sĩ khám cho chắc. Không nói vậy đó, nhiều khi nó rất là mâu thuẫn. Nhưng mà đức tin á, nó đòi hỏi một chút mạo hiểm. Anh chị em có amen với điều đó không? Đức tin là phải mạo hiểm. Nếu chúng ta không dám mạo hiểm thì có nghĩa là chúng ta chưa dám tin. Chưa dám tin. Như tôi, có một lúc tôi đã quyết định mạo hiểm cuộc đời của mình. Tôi mạo hiểm chỗ gì? Tôi nói Chúa, bây giờ tôi còn còn lại mấy mươi năm, con quyết định mạo hiểm cuộc đời này. Con mạo hiểm bằng cách con giao hết cuộc đời con cho Ngài. Con chẳng biết gì cả, con chỉ ăn xong đi giảng đạo thôi. Ngài cho ăn thì con ăn, mà Ngài không cho thì con nhịn, không sao. Mà con chết thì con về với Chúa sớm hơn, sao đâu, bình thường. Và tôi quyết định mạo hiểm cuộc đời này để tôi coi xem lời hứa của Chúa như thế nào. Và rồi cuối cùng cuộc đời tôi sẽ nói với anh chị em rằng Chúa là thành tín vô cùng. Hallelujah. Để rồi coi, ngày hôm nay tôi đứng đây nói như thế này, để rồi cuối cuộc đời tôi sẽ nói cho anh em biết, tất cả thế giới biết rằng Chúa là đấng thành tín. Ngài không lừa ta, không bỏ ta đâu. Người đời không làm chi chúng ta được. Amen. Đó là đức tin. Đức tin phải mạo hiểm. Đức tin phải dám vâng lời. Đức tin phải dám sống trên hoàn cảnh. Đức tin phải dám nghĩ những điều mà thế giới này không dám nghĩ. Phải không chị em? Cho nên ở đây nè, Simon đánh cả đêm không được con cá nào, nhưng mà cứ vâng lời Chúa Giêsu thả lưới thì cuối cùng sao anh chị em? Được hai thuyền đầy mà còn chở không hết nữa. Sự vâng lời Chúa khiến cho chúng ta ăn của lễ, được của cải tốt nhất của đất. Ê-sai chương 1 câu 9 phải không chị em? Ai dám tin cậy Ngài, hãy cứ vâng lời Ngài thì sẽ ăn được sản vật tốt nhất của đất. Đất ở đây là thế giới đấy. Thế gian này đầy của cải, đầy tài nguyên. Nhưng khi anh em dám tin cậy và vâng lời thì những thứ đó sẽ đến trên cuộc đời của chúng ta. Và hoàn cảnh không thể dập tắt được chúng ta. Amen chị em. Cho nên buổi sáng hôm nay thời gian có hạn, đến đây là hết rồi. Và tôi khích là anh chị em rằng
hãy cho phép Chúa bước vào hoàn cảnh của mình để nếm được Đức Chúa Trời là đấng tốt lành dường nào. Cách thứ nhất, đó là chúng ta phải kêu cầu Ngài bằng cả tấm lòng. Cả tấm lòng, đừng kêu cầu cách hời hợt. Và đôi khi chúng ta phải kêu cầu với tấm lòng ăn năn thống hối cho những lỗi lầm khiến cho hoàn cảnh xảy ra. Đó, đó là cách thứ nhất. Và anh em hãy tin đi, ai kêu cầu ta, ta sẽ trả lời cho, ta sẽ chỉ cho ngươi thấy những việc lớn, những việc khó mà ngươi chưa từng biết bao giờ. Thôi em. Cách thứ hai, đó là có những lúc Chúa tự động bước vào để mời gọi, để gõ cửa cuộc đời chúng ta. Khi chúng ta gặp những hoàn cảnh chúng ta không biết Đức Chúa Trời để mà kêu cầu, chúng ta không biết Ngài là ai để mà kêu vang, nhưng Chúa vì tình yêu Ngài chủ động đến và gõ cửa. Thì anh em ơi, hãy để ý những giấc mơ, những khải tượng, những lời nói và chìa khóa ở hoàn cảnh này là gì anh em? Tin cậy vả vâng lời. Tin cậy vả vâng lời. Đó là chúng ta đắc thắng. Xin Chúa ban phước cho anh em. Amen. Cảm ơn nha. Cảm ơn nha. Và tôi cũng thay mặt Hội Thánh gửi lời chào với hết thảy những anh chị em đang theo dõi Hội Thánh qua livestream ngày hôm nay. Xin lời của Chúa ban phước cho anh chị em. Xin lời của Ngài gây dựng đức tin của anh chị em. Xin lời của Ngài khiến anh chị em thoát ra khỏi hoàn cảnh của mình ngay giờ này. Tôi cùng Hội Thánh công bố cầu nguyện cho anh chị em ngay bây giờ, dù anh chị em đang ở trong hoàn cảnh nào, thì Chúa đang đến thăm viếng anh chị em giờ này. Bất kể bệnh tật nào trên thân thể anh em được chữa lành ngay giờ này. Dù anh em đang bị trói buộc bởi xiềng xích nào, hãy bị bẻ gãy ngay giờ này. Tôi công bố rằng tất cả những khán thính giả trên livestream này sẽ được tự do ngay 9 giờ phút này. Chúa thăm viếng anh chị em, Chúa yêu anh chị em vô điều kiện. Amen. Hallelujah. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Tôi mời Thánh chúng ta đồng đứng và mình cầu nguyện ha. Chúng ta hãy cầu nguyện với Chúa ngay giờ này. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Và qua lời ngày hôm nay, tôi tin rằng Chúa bắt đầu gieo vào lòng anh em những đức tin. Tôi không biết anh em đang ở trong hoàn cảnh nào, mỗi người mỗi khác, nhưng có một điểm chung là chúng ta có một Đức Chúa Trời yêu chúng ta vô điều kiện. Một Đức Chúa Trời quyền năng và có thể giải quyết nan đề. Amen chứ. Chúng ta hãy tin điều đó. Và ngay giờ phút này, tôi muốn anh em mình cầu nguyện cùng nhau. Lạy Chúa cho chúng con có tấm lòng để nhận biết Chúa. Anh em hãy cầu nguyện đi. Hãy lạy Chúa cho chúng con có tấm lòng để nhận biết Chúa. Lạy Chúa cho con có tấm lòng để nhận biết Chúa. Vì anh em không nhận biết Chúa, anh em không kêu cầu được. Anh em phải có tấm lòng nhận biết Ngài, và chúng ta mới có thể hết lòng trình dâng cho Ngài. Nhận biết Ngài là đấng yêu thương, nhận biết Ngài là đấng tha thứ, nhận biết Ngài là đấng quyền năng, nhận biết Ngài là đấng đầy lòng nhân từ, nhận biết Ngài là vầng đá của mọi thời đại, nhận biết Ngài là đấng cầm giữ mạng sống của từng con người trên vũ trụ này, nhận biết Ngài là nguồn cung ứng cho mọi sự. Anh em hãy cầu nguyện đi. Lạy Chúa cho con được nhận biết Ngài. Lạy Chúa cho con được nhận biết Ngài. Trong danh Chúa Giêsu anh em hãy cầu nguyện. Trong danh Chúa Giêsu anh em hãy cầu nguyện. Tôi khai phóng sự nhận biết Chúa trên linh hồn anh chị em ngay giờ này. Nhận biết Chúa là đấng yêu thương anh em vô điều kiện. Nhận biết Chúa là đấng sẵn lòng tha thứ và chữa lành cho anh em. Nhận biết Chúa là đấng cung ứng cho anh em. Oh hallelujah. Anh em hãy cầu nguyện bằng cả tấm lòng. Chúa ơi, hãy đến thăm viếng con. Hãy đến thăm viếng con. Hãy đến thăm viếng và tỏ bày Ngài cho con. Con xin ăn năn những lỗi lầm, con xin ăn năn những sai phạm, con xin ăn năn giờ này. Hãy rửa sạch lòng con, rửa sạch lòng con, rửa sạch lòng con. Hãy đến và nghe lời cầu nguyện của con. Anh em hãy cầu nguyện. Cầu nguyện, chúng ta dành 50 phút cầu nguyện cho điều này. Điều thứ nhất này rất là quan trọng, rất là quan trọng. Tôi nói rằng Chúa thăm viếng anh em giờ này, Chúa thăm viếng Hội Thánh giờ này, Chúa thăm viếng Hội Thánh giờ này, Chúa thăm viếng Hội Thánh giờ này. Con cảm ơn Ngài Chúa. Cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Oh hallelujah. Cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài thật nhiều. Cảm ơn Ngài thật nhiều. Cảm ơn Ngài thật nhiều. Chúa ơi, con cầu nguyện để anh chị em con có một sự kêu cầu Ngài từ sâu thẳm tấm lòng. Tôi công bố rằng không có hoàn cảnh nào tuyệt vọng ở đây. Tôi công bố rằng không có hoàn cảnh nào mà Chúa không giải quyết được ở đây. Tôi công bố rằng không có bệnh nào mà Chúa Giêsu không chữa lành ở đây.
Tôi công bố rằng không có một trấn áp của ma quỷ nào mà Chúa không giải quyết được ở đây. Hãy kêu cầu nghe. 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 Con cảm ơn Chúa Chúa. Con cầu nguyện đó hội chúng của Ngài. Ô có được tấm lòng nhận biết Chúa. Ô con cầu nguyện Cha ơi, để hội chúng của Ngài có tấm lòng nhận biết Chúa. Ô con cầu nguyện Cha ơi, để sự nhận biết Ngài được rải khắp tấm lòng anh em con ngay giờ này. Con cảm ơn Ngài Chúa. Cảm ơn Ngài, 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 cảm ơn Ngài. Điều thứ hai chúng ta cầu nguyện, lạy Chúa cho con dám tin vào lời Ngài và bước theo. Lạy Chúa cho con dám tin vào lời Ngài và vâng phục làm theo. Ô hãy cầu nguyện điều đó anh chị em. Đây là quyền năng, đây là quyền năng Thánh Linh. Tự sức chúng ta không thể tin được, tự sức chúng ta không thể dám làm theo lời Chúa được, tự sức chúng ta không thể nào có thể bước theo Chúa được. Nhưng mà Chúa Thánh Linh có thể giúp anh em mình. Chúa ơi giúp con tin cậy và vâng lời. Hãy giúp con tin cậy và vâng lời. Anh em hãy cầu nguyện đi ạ. Cha ơi hãy giúp con tin cậy và vâng lời. Con muốn ăn được sản vật tốt nhất của đất. Giúp con tin cậy và vâng lời. Hallelujah. Cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Giúp con tin cậy và vâng lời. Khi Ngài phán, con sẽ nghe theo. Khi Ngài nói, con sẽ tin tuyệt đối. Dù cái điều đó có thể trái ngược với ý kiến của đám đông, trái ngược với truyền thống xã hội, trái ngược với logic của con người, nhưng Chúa ơi con quyết định tin và làm theo lời Ngài. Hallelujah. Con cảm ơn Ngài. Lạy Chúa chúng con cảm ơn Ngài. 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 Và cả hội chúng đồng thanh cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Có một điểm ở đây chúng ta cần cầu nguyện thêm. Chúng ta cầu thay. Phải không chị em? Chúng ta cầu nguyện cho mình rồi, bây giờ mình cầu thay một chút nha. Chúng ta cầu nguyện cho tình hình dịch bệnh COVID đang diễn ra một cách phức tạp ở tất cả các nước xung quanh chúng ta. Anh em có muốn thấy nó ở Việt Nam mình không? Nếu không muốn thấy thì bây giờ mình cùng nhau cầu nguyện. Amen. Tôi tin rằng bởi lời cầu nguyện của Hội Thánh mà Đức Chúa Trời sẽ xua cơn gió địa ngục này ra khỏi đất nước này. Bởi vì theo như những cái thông tin tôi được biết, COVID là quyền lực của âm phủ. Quyền lực của địa ngục đã trỗi dậy vào thời kỳ cuối cùng này để chia rẽ thế giới, để làm cho sụp đổ mọi thứ. Và chúng ta có quyền năng trong danh Giê-xu. Và quyền năng trong danh Giê-xu này có thể đạp đầu trên COVID-19 mà đi được. Amen chứ. Bây giờ chúng ta hãy cầu nguyện cho các thành phố của đất nước mình ạ. Tôi muốn anh em hết lòng cầu nguyện. Anh em hãy tuyên bố rằng COVID không có quyền trên đất nước này. Cầu nguyện lên chứ. Trong danh Chúa Giê-xu quyền đó. Tôi công bố rằng COVID-19 không có quyền trên đất nước Việt Nam này. Hãy rơi ra khỏi mọi thành phố này. Trong danh Chúa Giê-xu quyền năng, ta ra lệnh cho những quyền lực âm phủ này phải rơi đi. Rơi ra khỏi mọi thành phố. Rơi ra Hà Nội, Hà Nam. Rơi khỏi Đà Nẵng, rơi khỏi Sài Gòn. Rơi khỏi Vũng Tàu, rơi khỏi Cần Thơ. Rơi khỏi những thành phố đông dân trên đất nước này. Trong danh Chúa Giê-xu quyền năng, chúng ta đồng ý bẻ gãy quyền lực của mày Sa-tan. Bẻ gãy quyền lực của mày Sa-tan. Rơi ra khỏi đất nước này. Trong danh Chúa Giê-xu Christ quyền năng. Ô rơi đi trong danh Chúa Giê-xu quyền năng. Ta bảo mày rơi đi trong danh Chúa Giê-xu quyền năng. Mọi xiềng, mọi xích của mày rơi ra khỏi đất nước Việt Nam này. Ta không cho phép mày bước vào đất nước này. Ô hallelujah. Trong danh Chúa Giê-xu, ta ra lệnh cho mày Sa-tan. Ra lệnh cho mày. Ô cái tên quỷ sứ gọi là COVID-19 này phải rơi khỏi biên giới Việt Nam. 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 COVID-19 phải rơi khỏi biên giới Việt Nam. Trong danh Chúa Giê-xu Christ quyền năng. Ô chúng con cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Tôn vinh Ngài. Tôn cao danh Ngài. Ngài thắng hơn mọi sự. Ngài bảo vệ đất nước này bởi vì có con cái của Ngài ở đây. Ngài bảo vệ đất nước này bởi vì có hội thánh của Ngài ở đây. Ô chúng con cảm ơn Ngài. 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 Và cả hội thánh chúng con công bố
Việt Nam tự do khỏi Covid-19 trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn sự cầu nguyện của chúng ta và anh chị em đã hiệp một ở nơi đây. Và mình tin rằng khi mình cầu nguyện như vậy thì thế giới thuộc linh biến chuyển. Amen. Anh chị em, có một điều gì đó đã thay đổi ngay khi mình cầu nguyện. Amen. Khi ánh sáng đến thì bóng tối nó làm sao anh chị em? Hallelujah. Xin mời anh chị em chúng ta đồng ngồi trong sự hiện diện của Chúa. Cảm ơn Ngài. Hallelujah. Tôi thấy thật là được, rất là được khích lệ bởi đức tin khi mà được giao lưu cùng với anh chị em. Và giờ này chúng ta sẽ nói một chút về cái sự cầu nguyện cho những nhu cầu ha. Anh chị em đến đây với những nhu cầu khác nhau, bệnh tật, đau yếu, nan đề. Và để cho chúng ta có đức tin và hiểu đúng, chúng ta dành 5 phút để nói điều này một chút nha. Chúa Giêsu hôm qua, hôm nay và đời đời không thay đổi. Có nghĩa là Chúa đã phục sinh và Ngài vẫn đang sống giữa hội thánh Ngài. Dù mắt thường chúng ta không thấy được, nhưng anh em hãy tin đi, Ngài đang ở đây. Và nếu Chúa ở đây thì Ngài cũng vẫn làm những điều mà Ngài đã làm 2000 năm trước. Amen chứ? Và 2000 năm trước Ngài làm gì? Tôi đọc anh chị em nghe để chúng ta có đức tin nha. Trong Luca chương 4 đó, Chúa nói như thế nào? Câu 18: Thần Chúa ngự trên ta, vì Ngài đã sức dầu cho ta đặng truyền tin lành cho kẻ nghèo. Ngài đã sai ta để rao cho kẻ bị cầm buộc được tha, cho kẻ mù lòa được sáng, kẻ hà hiếp được tự do, và đồn ra năm lành của Chúa. Đây là việc Chúa Giêsu làm. Khi Ngài khởi sự chức vụ thì Ngài công bố những lời này để cho những người nghe Ngài biết được cái nhiệm vụ mà Chúa Giêsu được Đức Chúa Trời sai đến thế gian này như một đấng được sức dầu. Vậy thì nếu Chúa Giêsu không thay đổi thì chính hôm nay đây ở giữa hội thánh, Ngài vẫn đang rao giảng lời của Ngài cho chúng ta được giàu có. Ngày hôm nay ở trong hội thánh, Ngài vẫn đang rao bảo để Ngài rao cho những kẻ được bị cầm buộc được buông tha. Cầm buộc này là gì anh chị em? Cầm buộc này là những xiềng xích của tội lỗi trong cuộc đời của mình. Có thể anh chị em mình ngồi đây có những nan đề và mình thấy rằng ác mộng không bao giờ lìa khỏi cuộc đời mình, cứ nằm ngủ là gặp ác mộng. Tôi gọi đó là sự cầm buộc. Có thể anh chị em vì một lý do nào đó mà ban đêm không ngủ được, suốt ngày phải uống cả một vốc thuốc như thế này thì mới chợp mắt được 1-2 tiếng. Tôi gọi đó là sự cầm buộc. Có thể anh chị em đang ở trong một cái gia đình mà chẳng có chuyện gì, nhưng mà suốt ngày sáng tối cứ cãi vã với nhau, hằng học với nhau, và anh em cảm thấy khó chịu, bức bối và muốn kết liễu cuộc đời mình. Tôi gọi đó là sự cầm buộc. Và nhiều sự cầm buộc khác nhau. Và anh em nghe kỹ nha, Chúa Giêsu nói: ta đến để buông tha những người đó. Anh em có muốn mình được buông tha không? Hãy nhìn lên Chúa Giêsu. Không phải tôi, không phải người A, người B, mà ai ạ? Chúa Giêsu. Chúa Giêsu Ngài làm những điều đó qua những tôi tớ của Ngài. Ngài mượn những cánh tay, những môi miệng của tôi tớ Ngài để làm ra công việc mà Ngài đã từng làm 2000 năm trước, và bây giờ Ngài vẫn tiếp tục làm qua tôi tớ của Ngài. Vinh hiển thuộc về Chúa. Amen. Amen. Sự ngợi khen thuộc về Chúa. Amen. Đó là điều mà chúng ta cần. Tiếp theo nè, Ngài làm cho kẻ mù lòa được sáng. Mù đây có nghĩa là mù con mắt thuộc thể, đúng không? Mình bị mù lòa. Nhưng mà cũng có nghĩa là mù con mắt thuộc linh. Chúng ta thiếu hiểu biết, cho nên chúng ta sống sai bậy, và chúng ta đã bị hậu quả của những tội lỗi sai bậy đó hành hại cuộc đời của mình. Chúng ta thiếu hiểu biết, chúng ta tưởng rằng
cứ thắp nhang thờ lạy cho nhiều thì được phước. Cả đúng không ạ? Tôi nghĩ là đa phần 99% người Việt Nam mình nói là có thờ có kiêng mà có thiên mà có kiêng là có lành á, cái câu đó nó nằm ở cửa miệng. Cho nên ở nhà là thờ tứ lung tung hết. Gặp cái ông nào hay hay ở quận 5 bán là cứ rình về thờ. Ông râu dài, ông tóc đỏ, ông mặt trắng, ông mặt đen, thờ tùm lum hết. Vô trong nhà là thấy từ trên nóc thờ xuống. Phải không ạ? Bảo là thờ càng nhiều càng tốt. Thậm chí rinh cả tượng Chúa Giêsu về thờ nữa cho nó chắc. Đó. Nhưng mà cái này là một sự thiếu hiểu biết. Bởi vì thần tượng là ma quỷ. Thần tượng là tà linh. Khi chúng ta đem những cái thứ đó vào nhà mình, nghĩa là chúng ta mở cửa cho Satan bước vào. Và nó cướp, giết, hủy diệt cuộc đời mình. Mà mình cứ tưởng rằng nó ban phước. Khổ vậy chứ. Mà nó ban phước, chẳng thấy phước đâu. Đúng không? Cho nên có những người người ta nói, tại sao mục sư ơi, tại sao mà tôi càng thờ thì tôi càng nghèo là sao? Thì đúng rồi, càng thờ thì kẻ cướp nó càng nhiều thì càng nghèo. Không ạ? Cho nên đây tôi gọi là sự mù lòa. Và ngày hôm nay Chúa Giêsu đến để mở mắt mình, thay đổi đi, để mình thờ chỉ một mình Đức Chúa Trời thôi. Amen chứ. Tôi nói câu này để anh chi vậy? Để tôi khích lại những anh em nào mới tin Chúa, những anh em nào lần đầu biết phúc âm, những anh em nào tin Chúa được một thời gian mà chưa chịu đọc Kinh Thánh. Thì dĩ nhiên mình vẫn bị những cái truyền thống thói quen của xã hội này, gia đình nó ràng buộc, khó bỏ lắm. Tôi nghĩ con quỷ mạnh sức nhất ở Việt Nam là con quỷ thờ cúng người chết và thờ thần tượng linh tinh. Con quỷ này mạnh sức lắm. Nó đầu tư mấy ngàn năm rồi, cho nên nó không dễ gì một ngày một giờ mà nó thối lui đâu. Nó như con đĩa vậy đó, bám rất chặt. Cho nên tôi muốn khích lệ anh chị em đã tin Chúa Giêsu rồi thì về nhà lôi tất cả tụi nó bỏ vô bao bố vứt xuống sông. Amen. Ngày xưa tôi làm vậy đó. Vứt hết. Mà vứt xong rồi thấy người nhẹ nhàng lắm anh chị em ơi. Bệnh tật tự nhiên đi à. Tối ngủ không còn ác mộng nữa. Tài sản là tự nhiên nó tới. Công ăn chuyện làm tự nhiên nó khấm khá lên. Có gì đâu. Phải không ạ? Nhưng mà có người nói thà chết chứ không thể bỏ mấy ông tượng này. Thì đó là cái sai lầm. Cho nên mình đừng mù lò nữa. Tiếp theo cho em gì ha? Kẻ hà hiếp được tự do. Ai là kẻ hà hiếp ở đây? Là những người sống dưới ách nô lệ của Satan. Nó hà hiếp mình. Có thể nó không nhập vô người mình, nhưng mà nó luôn luôn quấy rối đời sống mình. Nó gây lên những bạo hành ở trong gia đình. Đó. Mình làm người vợ, người chồng bị bạo hành là anh chị em hiểu rồi đó. Kinh khủng, bị hà hiếp từ trong gia đình mình. Ra ngoài xã hội, ra ngoài công việc thì mình cảm thấy bị lép vế, lúc nào cũng bị đè nén, bị hà hiếp. Nó khiến ra như vậy. Và những quyền lực này nó không buông tha mình. Nhưng Chúa Giêsu đến để cho mình được tự do. Chúa Giêsu đến để bẻ gãy những cái ách đang đè trên cuộc đời của mình, để mình được tự do. Cho nên trước khi tôi nói, tôi cầu nguyện cho những anh em, tôi nói những điều này để khích lệ anh chị em mình. Có một đấng sẵn sàng giúp đỡ. Có một đấng sẵn sàng cho anh em được tự do. Có một đấng sẵn sàng để chữa lành anh chị em, với điều kiện anh chị em đừng ở dưới những ách nô lệ nữa. Đúng không ạ? Đừng ở dưới ách nô lệ. Thật là vô ích khi chúng ta được chữa lành ở đây, được giải phóng ở đây, rồi về nhà chúng ta lại sống dưới mái nhà của ma quỷ. Đó, ma quỷ. Như không. Giống như một người tắm rửa sạch sẽ rồi, thơm rồi, xịt dầu thơm rồi, về nhà chui vô chuồng heo nằm. Anh em thấy à, anh em tưởng tượng giống vậy, chui chuồng heo nằm mà anh em biết chui chuồng heo rồi ra nó làm sao? Thúi thôi rồi, không thể chấp nhận được. Nhưng về mặt thuộc linh, đôi khi chúng ta lại cư xử như vậy mà không biết. Đến hội thánh được đầy tớ của Chúa đặt tay chữa lành, ô bình an vui mừng rồi, về nhà thắp mấy cây nhang tạ ơn. Đó, chui chuồng heo đấy. Không tạ ơn ông trời, tạ ơn gì không biết đó. Rất buồn cười.
Cho nên tôi nói để tỉnh thức chúng ta, bởi vì cái văn hóa của đất nước chúng ta nó lạ quá. Ngày xưa tôi sống bên Nga, cái văn hóa họ nó không vậy. Cho nên khi tôi về Việt Nam, tôi thấy rất là hiểu là à, dân mình bị trói buộc kinh quá. Văn hóa phương Tây họ khỏe lắm anh chị em. Một là họ tin Chúa, hai là họ không tin, họ không có gì trói buộc hết. Mà họ tin rồi một cái là cứ đường thẳng mà đi. Vì nhà họ có thờ, có cúng, có tượng, có tài đài gì đâu, chẳng có gì. Đó là phương Tây. Nhưng mà đất nước chúng ta, văn hóa Á Đông chúng ta bị Satan nó đầu tư kinh qua. Nó đầu tư mấy ngàn năm. Ví dụ riêng Ấn Độ thì có mấy chục ngàn vị thần thờ cả bò, chó, heo, ngựa. Nó bảo là bị Covid rồi cứ uống nước đáy bò là hết. Đó bây giờ đó anh chị em thấy kinh khủng, dã man luôn. Rồi bảo bị Covid rồi cứ xuống sông Hằng mà tắm là xong. Mà bây giờ là sao anh chị em? Xác đốt không kịp. Cho nên tôi nói cái sự cuồng tín và những đức tin không có cơ sở là thảm họa cho dân tộc, thảm họa cho quốc gia. Nếu chúng ta tin bậy bạ, tôi khuyên tất cả chúng ta chỉ tin Kinh Thánh thôi. Amen. Vì lời Ngài là ánh sáng và lẽ thật. Amen chứ. Còn ngồi ra đốt bỏ hết. Bây giờ tôi thì tôi chẳng đọc cái quyển gì cả, đọc mỗi quyển này đủ rồi. Còn tất cả các sách đốt hết, liền hết, liền sạch. Ngày xưa tôi mua nhiều sách lắm. Nào là đủ thứ Đắc Nhân Tâm rồi, rồi là Cách Này Cách Nọ, rồi đủ thứ hết. Bây giờ đốt hết rồi, mỗi Kinh Thánh thôi. Amen chị em. Cho nên tôi nói những lời đó để sau khi tôi cầu nguyện cho anh chị em ngày hôm nay xong, anh chị em về để dọn dẹp cuộc sống của mình. Amen. Đó, anh em hãy hallelujah một tiếng nè. Đồng ý không nè? Đấy, phải vậy mới được. Chứ còn nếu mà cứ như không về, cứ ngủ chuồng heo thì thôi mệt lắm. Cầu nguyện ở đây tôi thấy cũng nặng lòng vô cùng luôn. Không được, về là phải vô biệt thự ngủ chứ đừng ngủ chuồng heo. Ok chưa? Rồi bây giờ tất cả mời anh chị em, mình nào có nhu cầu bước lên phía trước.